hủ quá Út. Mày được không? Quyết định cho mày này nha. Út bơi trên đồng nước nổi quen rồi, xuống xuồng mà dưới sông không quen không? Rồi bên đây một trái nữa nè, trời ơi nó trôi. Băng về luôn Út ơi. Ờ, băng về luôn. Rồi con. Đỡ vật liệu của con. Đã. Uống gì nó ngọt á. Cóp hảo huynh đệ. Hảo. Này nước ngọt lắm nè. Ngon đẹp. Ngon á, có gai à. Chết luôn. Sắc cà dĩa luôn cũng được. Gửi thì gia đình mình xin chào cả nhà. Cuối tuần này thì Văn có đi chợ chuẩn bị mớ phèo non để gia đình mình sáng nay sẽ nướng lên làm cơm dĩa. Hình như là lúc sáng anh thấy là Văn có gọi cho dì Tiên với dì Chính lên chơi phải không? Hôm trước dì Tiên nói thấy nhà mình làm cơm dĩa hấp dẫn quá, chừng nào có làm cơm dĩa mời dì Tiên lên ăn nhà hàng với. Tại vì nói chung là dưới quê mình mà được đi ra chợ là bà con hay ăn cơm sườn cơm dĩa lắm, tại nhà đâu có làm đâu. Thường thường nhà ít ai mà làm lắm, cũng đâu có đi đây đi đó để thưởng thức mấy cái món ngoài chợ đâu. Cho nên là bữa nay Bông mua đồ về rủ dì Tiên dì Chính lên ăn cơm chung luôn. Hôm trước là mình mới ăn cơm sườn rồi. Cho nên là bữa nay Bông mua được một ít phèo nè. Cái bạn thấy vậy, mình làm cơm dĩa nhưng mà mình làm phèo nướng. Phèo non ha. Mình cũng nướng theo kiểu ướp cái kiểu sườn vậy đó, ướp y vậy. Rồi hổm thì mình ăn lạp xưởng trứng muối, bữa nay là mình ăn lạp vịt. Bữa nay sẵn là mình cho cả nhà thưởng thức rồi rủ dì Chính dì Tiên lên ăn cái món này luôn. Lạp vịt mình nhập về bán Tết á cả nhà. Rồi ăn kèm thì có dưa rau muống nè. Xu của mẹ một hũ. Gì mà. Nhớ trừ tiền ra mẹ. Trừ tiền vốn thôi nghe. Rồi kèm có kèm bì nè. Rồi dưa leo, cà chua. Rồi đậu đũa xào bữa nay có khách mới thì mình làm thêm đậu đũa xào để lên. Rồi rau hôm trước ăn còn thì mình đem ra nấu canh. Bữa nay Băng rủ dì Chính dì Tiên, ngoài ra mình còn một khách đặc biệt nữa là Út Nghé. Trưa nay Út Nghé sẽ ghé đây ăn nhà hàng chung với lại gia đình mình. Vậy là bữa nay Út Nghé qua đây ha anh không? Quên nữa hen, quên vô Út Nghé nữa. Nhà hàng bữa nay coi bộ nhiều tô nhiều dĩa nha chị Ly. Món hai bán hơi bị đắt á. Thành ra là cái bữa nay lượng khách đông đó cả nhà, nên là có mướn thêm một phụ bếp đó là Cu Tin. Hiện tại là Cu Tin đang lặt đậu đũa. Biết lặt không con? Ngắn thôi đừng dài quá con. Nè cái món này hồi nhỏ là mẹ hai hay lặt lắm, biết chị không? Cho ông ngoại bà ngoại xào đặng đem cơm ra cho người ta đi ruộng á, đi cắt lúa á, là ăn cái món này nè. Cô Tiên sáng uống thuốc chưa? Chưa. Quên rồi phải không? Mẹ có mua thuốc cho con rồi đó, hồi hôm giờ sổ mũi. Nó chuyển mù đứa, mấy đứa nhỏ nó khịt khịt khịt. Kìa, dì Chính dì Tiên lên kìa. Ôi trời ơi, con mới nấu hà, đói bụng rồi phải không dì Tiên? Canh kiểu này là thất bại rồi, mới bắt đầu nấu à. Dạ. Thôi ăn mắc cỡ lắm.
Vậy dì Chính với dì Tiên vô trò chơi. Hôm nay là dì Chính với dì Tiên ăn ở trong nhà, không có ra nhà hàng Miệt Vườn ở phía sau. Bữa nay Tiên nướng thêm không? Dạ. Tại bữa hổm em tội nghiệp ly quá, em sợ nó về mà cực nó em phụ em nấu vậy thôi, em tội nghiệp đâu vậy chứ. Nướng hả? Vậy chứ hôm bữa cái món mà nhúng giấm ăn hết trơn luôn. Trơn bộ à? Dạ. Chờ lâu lâu thấy chứ cũng phải chỗ Tài nấu rồi ha. Dạ. Hôm nay chỗ Tài nướng luôn nha. Hai em nướng luôn. Hai là cho em làm hết à. Ừ, anh sang cho. Dạ em làm vậy dạ. Đâu đũa nè. Mọi người đông vui quá không ấy, giờ mình khỏi ăn cơm được không? Có phèo này mình nướng mình làm cái khác được không? Nướng nhậu à? Nướng nhậu luôn được không Chính? Được à. Quá không, tự nhiên bữa nay ngay dịp là cuối tuần này cả nhà chủ nhật, rồi có Út Nghé đồ qua nữa để coi thôi có ai ngủ chuyển hướng là mình chuyển cái cụp liền. Mẹ đi còn kịp nghe, để hơi nướng lên bắt ra cơm là hết kịp đó. Bên đây thì em có bắt sẵn nước sôi nè, để cho nó nhanh. Cái mình luộc cái phèo này, mình luộc xương xương thôi, không cần luộc chín. Rồi em có cho củ hành với lại ít muối, mình luộc xương xương cái mình cắt nhỏ ra để mình ướp. Mình nướng nó cũng dễ chín nha. Dễ chín lắm, phèo mà. Cô Tiên thấy bà Chính với bà Tiên lên là cô Tiên thấy khỏe lại ha, có người phụ bếp rồi ha. Tiên nhướng nhướng kìa. Hỏi tay luôn á. Nhỏ nhà được cả chứ bộ. Hôm trước dì Tiên nhớ nói cái vụ mà chừng nào ăn cơm dĩa mời dì Tiên với dì Chính không? Đó, trời ơi, quả gì nghe. Trời, sợ vụt chết, mặn lẹ lẹ lên. Hôm qua mướn người ta đốn cái cây, cái sáng nay phải dọn dẹp lại. Dạ. Giờ Út nhóm than là vừa. Em cho xíu dầu ăn vô để mình ướp cho nó thấm nha. Rồi mình cũng ướp như ướp sườn nướng vậy đó. Mình cho hạt nêm. Chút đường. Rồi, chút nước mắm. Mình sẽ cho mật ong vô. Không có chỗ để lỡ lối. Cái này nó không chịu nước. Rồi, giờ mình cho sữa vô. Rồi, mình cho củ hành tím vô luôn. Rồi, cuối cùng là cái nước màu băng thắng. Bữa nay tiếp tục là tình cảnh hữu tình nữa Út ơi. Này dễ là dễ dễ khét lắm nghe Út. Cũng dễ chín dữ lắm á. Xiết xiết lên nè. À. Dễ bị lọt lắm á. Cái thương này, cái nó thương bị gãy gãy tay. Thơm rồi đó. Chảy không Út? Chảy thiệt luôn á. Nhức nướng mà, nhức nướng gì chiên mà. Tam xào tứ luộc mà. Tam xào tứ nhậu. Câu đó nghe thấy cũng hay hay. Hay hay. Cho Út xị để đây anh giúp ngồi nướng cho em đi vô làm chuyện đi em. Em vô làm công chuyện xong ra đây còn cái dĩ cái trà không à. Ra đây bữa nay mình ăn cơm dĩa với lạp xưởng thôi chứ cái này đâu còn nhiều. Vậy à. Khách đang đợi gì lắm nghe anh Quang ơi. Nói vô nhậu chứ dạo này chú cháu mình có nhậu đâu, công việc này kia có dám nhậu đâu. Mấy chú cháu mình đau to búa lớn nói cho cố vô đi. Đâu rồi có nhậu đâu. Làm đóng hàng cũng đồ.
vui chơi chứ không quên nhiệm vụ. Lâu lắm không nhậu không? Hả? Mới hôm qua tới nay không? Tính ra biết mấy tiếng hồ á. Nhậu ốc nữa. Từ đây về sau là không nhậu nè. Từ đây về trước là nhậu, hiểu không? Quá khói rồi. Khát nhốt rồi. Út như đang ở trên tiên bồng lai. Nhanh con Út. Bắt đầu tới giai đoạn rồi đó. Tới giai đoạn không? Sáng nay thì mình sẽ mượn chị Ly chiên cái phần lạp xưởng vịt. Dì Tiên sẽ xào đầu đũa. Bữa nay quá trời đầu bếp luôn, không biết đường giới thiệu. Không biết đường giới thiệu luôn nha. Yeah. Lạp xưởng vịt này em nhớ một lần gần đây mình ăn đó là chị Ly cũng là người đảm nhiệm nè. Mà lúc đó là mình chiên bằng mỡ luôn, hôm nay chị chiên với nước dừa. Dạ. Năm rồi Út nhanh đem về đó chị Ly. Ừ. Năm rồi Út nhanh cho. Rồi năm nay bán rồi có cho lợi Út Nhân không? Hả? Rồi năm rồi Út Nhân cho, năm nay bán rồi có cho lợi Út Nhân không? Cho chứ. Lạp xưởng vịt này thì bắt đầu mùa này thì gia đình mình cũng có bán luôn nha cả nhà. Dây để treo lên nữa mà. Dạ. Như là được hai miếng. Vì tổng cộng là mình được 4 miếng hả chị? Dạ, một bịch như là được 4 miếng rồi cơ. Dạ. Nãy giờ không có để ý cái dây. Dạ. Có cái dây gì nè. Cái dây mình gọi. Dạ có luôn gì tiên, mình niêm luôn á gì tiên. Mình rút cái dây ra. Được 2 miếng. Mình chiên cái này thì đỡ sợ khét hơn nha cả nhà. Tại đợt rồi mình chưa có kinh nghiệm, mình chiên bằng dầu á thì canh nó hơi khó. Còn bây giờ chị đi chiên nước dừa thì nó đợi nó rút nước dừa lại thì nó sẽ chín. Mình thấy thì dì Tiên bắt đầu nêm nếm cái phần đậu đũa. Cái đó mình xào dừa chín tới thì nó sẽ được giòn hơn á dì Tiên. Sáng giờ làm gì dì Tiên? Sáng giờ dì ở tiệm mở cửa ra nhưng mà không có khách thì dì dẹp dọn thôi. Sao? Dẹp dọn xong đi ăn nhà hàng ha. Đi ăn nhà hàng. Tranh thủ rồi đi lên nhà hàng ăn. Công nhân thèm thiệt, tự nhiên thật. Nè, quá hợp lý luôn các bạn. Lên ngon quá hợp lý luôn. Là được con cái là mình mua mối á. Rồi cái chị bán cũng nói cho mình lắm. Vậy đó, vừa đủ mềm luôn đó. Rồi được rồi nè. Hốt nè. Hốt lên. Để nó mềm cho mà coi. Đó, một dĩa rồi đó. Đó. Rồi, chín nó hết luôn rồi đó. Cái này cái cách mình làm mình chế biến bà con cũng giống như là cái lạp xưởng mình vậy đó. Cái này là cái dạng lạp xưởng mà thịt vịt vậy đó. Tại thay vì mình chiên nước lạnh là mình chiên nước dừa cho nó ngon. Vậy được ha. Ai không dầu mỡ thì mình cho chút xíu đi. Mình cho vô cái nồi chiên không dầu á. Không em đó. Nướng nướng ra. Cho vàng thêm chút nữa đi chị Ly. Chị Ly quét chảo đi.
nửa ký là được 4 miếng. Ôi, ôi miếng nhồi gan kìa luôn ơi. Thôi anh Khải năm nay ăn này được không, khỏi ăn ba gọi. Khỏi ba gọi. Anh Khải năm nào ăn ba gọi lúc ta heo kìa. Thấy heo kìa lắm. Đi li quét thêm cái nó đi ha. Em lớn được cái là cho nó áp lại cái là cắp ra. Rồi chưa anh Quang. Rồi cái gì chi li chả bè. Thấy thơm tới mũi là được rồi đó. Rồi được rồi đó. Băng rồi hè, tắt lửa rồi, tắt lửa. Chậm chút nữa đi thấy cảnh. Rồi cắp ra luôn. Thơm quá chị Liên. Giờ còn canh thôi. Lâu lắm rồi nhà hàng mới khai trương ăn lại một lần hai cái bàn. Em mới dắt cái bàn ra để chuẩn bị. Ôi ôi. Đầy đủ. Cái chảo này để trộn cơm ngon lắm nè. Thôi thôi nghỉ ăn cơm. Út ơi nhịn gì ăn cơm ăn nước gì Út. Đây là cái thành quả cả buổi sáng của gia đình mình. Phèo nướng, đậu đũa xào, rồi mấy cái phần dưa chua, dưa leo, mỡ hành, với lại một ít lạp dịch nè cả nhà. Một gói vậy là nửa ký là được 4 miếng như nãy giờ mình làm đó. Ôi cắt ra nhiều lắm nha. Băng có nhận ship một gói ví dụ một gói băng nhận ship nha, chứ bà con nhiều bà con nói trời mua có 1 ký không dám mua, trời một gói là mình đã ship rồi. Tại nhiều bà con nhà ít người thì đâu có mua nhiều được, như gia đình băng bữa nay ăn cũng có 1 gói chứ nhiều đâu, chứ đâu có ăn nhiều đâu. Giờ mình cắt ra. Cái này bữa nay bắt buộc bà ngoại phải hùng vô. Chưa ra muốn. Hổng gài là bán giùm bà ngoại nhiều lắm rồi. Bữa nay là phải cắn lại một ít, một hũ để đãi nhà hàng mới được. Này là đưa vô chi phí. Chi phí phát sinh. Chi phí. Giờ mình cho phèo lên. 2 miếng ha. 2 miếng đi trước mắt, 2 miếng đi không ơi. Cho miếng bì lên. Ôi trời. Chờ giả còn bì lên cái nó thơm tới luôn mũi liền. Rồi. Giờ anh cho mỡ hành lên hen. Anh cho mỡ hành lên. Bữa nay sao mà lộn xộn quá ha anh Quân. Rồi gì cũng được. Dạ. Vậy đi. Chút xíu có sắp xếp thì cũng coi được chị Ly ơi. Hồi nãy em thấy nhiều đây em tính là hết biết đường ăn uống gì luôn rồi, em tính để đại luôn. Thấy nhiều phụ kiện quá cái không biết này được ai mà hôm qua mà xây thấy là bệnh luôn á. Ăn không nổi quá ngon luôn. Quá nhiều. Nãy giờ cô Tiên đợi chú Ba qua làm gì? Chú Ba Út nghe. Chú Ba qua nãy giờ kêu chú Ba bẻ thử cây lò xo chưa? Mấy cái à? Mấy? Chú Ba bẻ nổi không? Út Nghé lâu rồi không lên clip rồi Út Nghé ơi, lại đây quay cho bà con xem cái Út Nghé ơi. Lại đây bắt cơm đầu tiếp đi chứ. Anh chàng đẹp trai. Rồi quay lên phim cái anh chàng đẹp trai. Út Nghé không gầy giảm cân rồi qua nhà hàng vài bữa nó banh lại nè. Banh cái bụng lại rồi. Út Nghé. Rồi, miếng mỡ hành. Ô bình thường có ai bán cơm phèo nướng không Út Nghé? Không à. Bởi vì phải qua tới bên Gò Quao mới có cơm phèo nướng ăn nha. Ủng hộ để mai mốt qua bển mở tiệm quán bán chứ. Không, độc quyền luôn á. Đây, đó giờ đâu có thấy đâu. Còn bán nướng không mà sẽ đâu ai bán phèo nướng đâu. Út thì đòi bán cơm vú nướng. Mà không có ai mà nuôi heo bán vú không chứ. Bán sao kịp. Út thì Út khen vú heo ngon. Cơm vú heo mà bán chắc ta ăn đau bụng lắm à. Người ta nói mẹ chữa nghe lịch sự anh tự nhiên người vú heo nướng. Trời ơi. Út vô menu nhà hàng ta để vú heo nướng rồi con đọc vú heo nướng. Quán là không khi nào ta để bẻ sữa chứ ta để là món cái vú heo nướng. Tại Út chưa có gia đình, Út mắc cỡ, Út kêu bẻ gì con không cần biết. Nhưng mà người ta ghi vú còn đọc vú hà. Đúng rồi, bẻ sườn, 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 bẻ sườ
Để vô tí xíu. Không biết nằm đâu. Nằm nách eo nào con không biết. Ở đây nằm ở nách quá. Sẽ cho lạp dịch lên. Lâu lắm rồi cuối tuần nhà hàng một thoáng quê hương mới đông vui như vậy. Mới đông gì nè. Đông chắc giữ chân mọi người lại đặng kiếm món gì đãi mọi người buổi chiều luôn quá. Hợp lý không nghe. Lên bia. Lên không? Lên bia. Lên luôn chú Bảy ơi. Chị Tiên hợp lý không? Thôi con đi làm buổi chiều luôn nha. Theo gì là gì thấy cũng hợp lý nữa. Quá hợp lý. Anh chạy đập chai lâu ngày qua nói chuyện dễ thương dữ ta. Út quá thì gặp Út ghé qua thì mê rồi. À. Mê không bạn? Em hỏi em mê không nè? Mê. Ừ, mê là phải nói mê. Có kèo. Có kèo. Cậu già cháu trẻ mà. À. Nào mình phải thừa nhận Út ơi. À. Cũng bắt ra xong còn nhiều nhiều cho nên là mình cho một dĩa 3 miếng luôn cho nó đã. Rồi vậy thì bữa nay lâu lắm rồi đầu bếp mới bán được nhiều dĩa cơm gì. Đầu bếp phát biểu cảm nghĩ trước khi ăn cái đầu bếp. Cảm nghĩ gì giờ đói bụng quá. Bây giờ sáng nay nhà mình có làm cái món cơm dĩa mà Phèo nướng nè, với lại có một ít lạp dịch, rồi đem đồ trong nhà ra dưa đồ nấu canh rồi dưa đồ. Làm mì cơm, mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình luôn nha. Xin mời cả nhà ăn cơm. Xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Út ăn nước tương không? Ừ. Ăn cơm sườn mà chan nước tương số. Ăn gì? Rồi đây sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, cũng gộp lại cái mồi. Buổi luôn. Chiều tới bắt đầu chiều thì nhậu đó. Dẹp cái nước tương là chiều mình nhậu thôi. Chiều nay mình đẩy hàng. Chiều nay nhảy dài giò coi. Nhảy lâu quá không nhảy nhót gì trơn. Trời dùng anh. Nó nhảy nhảy hứa giò. Vì ăn đi anh Quang ơi, bây giờ chậu không được luôn á. Biết. Thử cái này nè. Thử cái lạp dịch hả? Ừ, thử lạp dịch. Cái này nhiều quá ăn thôi. Ăn thêm nữa. Nó mềm rồi. Thịt nó dày ha. Người ta làm cái miếng dày dày mà ăn cái mùi vị của vịt á, êm. Thưởng thức thử Út. Ăn này nhớ Út nhăn à. Mềm á. Dạ. Cô Tiên ăn thử cái lạp xưởng vịt đi con. Lần đầu tiên được nghe mà được ăn luôn. Dạ. Không nghe ăn thử rồi nghe. Lạp dịch hả? Lạp dịch. Lạp dịch. Lạp dịch cái mùi ăn mùi lạp sưởng. Có nghĩa là lạp sưởng á, giống như là lạp sưởng là làm bằng dịch á. Ngon không Tin? Giống giống vậy á. Mình gọi là lạp sưởng dịch. Ra nhưng mà thử thôi. Thử cái này đó. Ủa tốt mà. Im. Út làm sao mà gọn hơi trời. Bánh vô lem đây, bánh vô lem nè. Nhưng mà cái Phèo non được cái là nó béo á. Cái này hả? Ừ. Một con nước thua. Nước thịt nhiều quá. Cá thịt. Ngon quá Út nha. Thì chứ trong này có cái dừa rau muống là độc đáo nha. Tại vì ăn nó đỡ ngán lắm mà. Ngon hát. Dừa chua á. Ừ, ngon. Không có gì cơm đỡ không? Không có muốn. Ăn cơm lỗ hay không muốn. Thôi anh Quang giám đốc. Giám đốc dài truyền hình chi lại cho mẹ không có muốn. Đầu ăn đã nhóc hết trơn. Không sợ tốn gì trơn mà không có muốn. Không có muốn. Như hết mùa mưa cái rau muống khó tìm để theo. Với lúc này ruộng mà ta vô làm ruộng ruộng hết nhau. Vậy bữa nay mình tính tiền rau muống thôi. Ăn cái thèm non ở trong á.
béo. Cái mùi mùi lạc hưởng là nó thịt vịt. Không nghe nghe nó phải không có lộn người đâu kìa. Chứ ở ở Minh Lương là có cái quán cơm tấm mà ở trong hẻm đó nha. Là người ta vô đông là nhờ dưa ra muốn này nè. Mà anh ăn ở đây là thấy không bằng bà ngoại con Tin làm á. Vỗ tay cho bà ngoại con Tin cái cả nhà ơi. Ông ngoại con Tin mới khen bà ngoại con Tin làm dưa ra muốn số 1. Cái hũ này làm hũ mình để lại ăn là hổng ngày nó thấm dữ lắm luôn đó anh Quân. Thấm hơn của bà con mình gửi cho bà con. Tại cái hũ này mình để riêng ăn á, rồi cái mình ăn tới hoài đó, mà nó thấm dữ lắm. Chung để lâu là ngon á. Cái dầu muối thì nó thấm dữ dằn. Lạp thịt ngang ngon thật chứ. Dạ. Mùa Tết bà con mua lạp xưởng vịt thì liên hệ gia đình mình, gia đình mình ship lên. Số điện thoại mình để trên màn hình nha cả nhà. Còn như Úc đồ khen ngon hoài thì không cần điện đâu, qua đó nhà con lấy luôn phi ship. Anh Khải rồi nè, Úc Nghé rồi nè. Mà. Úc Nghé qua đây hoài con, thì Úc Nghé tự lấy phi ship. Thì Úc Nghé cũng bình thường. Nhà hàng ăn độc độc không à, cơm phèo nướng mà súp canh rau má mới chịu. Sao thấy chất quạt chứ trời. Thấm cái thôi lạc còn á. Thiệt mà nấu. Không có mua. Hợp lý á. Này ngon mà. Được không dì Tiên? Dạ. Cái kéo thôi. Mình ăn vậy mình ăn ngon mà nó không ngán. Kéo. Con không nghĩ. Nè con. Có nghĩa hả? Đây có cái nghĩa kìa. Cô nói gì? Cô tìm có nghĩa hả con? Giọng hỏi, mất quên. Trong đây á, dưa leo cà chua thì thấy bình thường, dưa muốn ngon với đầy đậu luộc ngon. Ngon đặc sắc á. Tìm nó ăn giỏi chứ ta. Cơm dĩa mà có đậu đũa xào cũng im đó nè. Tại sáng cô Tiên á là kêu em mua cơm sườn cho ăn. Em phải nói đợi chút xíu đi, bữa nay là mình làm cơm dĩa ăn. Thì mua bánh bò cho cô Tiên mà không có bánh bò. Bữa nay chợ hết bánh bò. Mua bánh tay yến mà anh không hợp khẩu vị anh ăn được có một cái à. Cho nên đói phải không con? Còn hết dĩa hả? Bữa này cũng ngon nè. Qua làm thịt đi con. Chị Liên xào hả chị? Chanh mà nó giòn rồi. Em khéo thiệt ha. Em khéo thiệt. Hay đậu non không biết hay là giống đập. Em nói ngon mà anh chịu anh. Anh qua cái vụ giống. Vậy là không công nhận em khéo rồi em. Giờ quan trọng là ngon hay không rồi dì Tiên ơi. Ngon là được. Hồi nãy giờ Tin ăn được lạp vịt, ăn được phèo luôn hả con? Cho thêm phèo đi. Đây, ha? Để mẹ lấy, okay, để mẹ lấy, okay. Để mẹ lấy. Nguyên miếng luôn đi, khỏi cắt. Ôi, cắt đi con. Cái miếng bự sao con nhai vậy? Cái một chút. Hồi sáng còn nhắn tin cho Út Nghé nói là trưa nay qua ăn cơm nhưng mà ăn bún cháo hủ tiếu gì á, đừng ăn cơm nha. Tại vì trưa nay gia đình mình ăn cơm dĩa. Còn nhắn lúc anh nhắn tin là em ăn rồi á. Ăn cơm rồi gì? Bữa nay hên ăn bún. Ăn bún vào đói. Hành quá hả? Hên. Ông đụng kẹo. Đi ra rau tính ra rau má mình nấu nó cũng mềm chứ nó không có dai ha. Dạ. Trời ơi, dì Tiên xào đậu đũa Út ăn quá trời ăn luôn rồi. Ít bữa chắc mướn dì Tiên lên đây nấu ăn quá Út. Hợp lý á. Em mới mai mốt mà em làm đồ ăn là anh điện điện rồi. Chính tên hơi dì Tiên nói rồi đó. Nấu trong giai đoạn này là anh muốn tăng cân nè, biết chưa không? Dạ. Tăng cân để lên Đắk Lắk ăn đám cưới cho đẹp trai. Anh thấy lúc này anh phải mua đồ ăn đi để em lên em nấu tiếp. Con nghỉ à? Mới kêu cắt phải hùng nghỉ rồi. Chưa ăn hết phèo. Ăn phèo quá. Ăn phèo thôi. Ngọt chết của Tin im lắm dài thế nè. Cho chú ba ăn tiếp không? Dạ. Im à. Anh này con
ngoài nơi đang đá. Ừ, ra mát rồi quên. Hấp nước lên đi. Nước cái miếng này nè, ý anh nói người ta làm cái sến nó dày á, cái cắn cái nó ngập chân răng, nó ngon. Nó không quá ngọt đâu. Nhưng mà tốt nhất là chiên nước hoặc là chiên nước dừa ha chị Ly. Nó dễ chiên hơn là chiên chiên dầu. Với lại nó không kết, với lại cái chiên dầu nó không khô, nó không cứng. Bây giờ cứ làm như vậy. Dạ. Khuyến cáo bà con mình á, có mua lạp xưởng vịt về chiên á, một là nếu mà bà con nhà có dừa, trồng dừa thì mình cứ chiên nước dừa là không cho thêm dầu gì hết, nó rút lại là như mình đang chiên ngày hôm nay. Còn không á thì bà con có thể lấy nước lọc bà con chiên, nó dễ hơn là chiên dầu, với lại nó không có bị khét, không bị cứng nữa, không bị ngán. Món này ta đem đi hấp nữa nè. Thì nó béo quá. Béo không con? Mà con thấy lạp xưởng vịt vậy là con ăn được không? Không. Ủa con ăn nãy giờ còn thấy không làm sao? Con ăn có một miếng à? Vậy hả? Dạ. Mười điểm. Mười điểm. Ta gần kết thúc chương trình quảng cáo không? Cô tin làm kiểu này chết luôn rồi. Cô tin hạ màn quảng cáo rồi kiểu này chết luôn. Nó lại. Bé kẹo hoài. Thảo đúng là con trai của ta. Tiền nó gì đóng hài vậy? Nó nói vậy. Tiền có chai nước tương đó không con? Đưa bà về anh đi. Rồi. Đưa bà về kêu. Im nè, Thái chào đầu tiên chọc anh em Thái nè. Bữa nào sắp xếp gia đình mình nhảy một bữa không? Quay phim luôn, quay phim cho bà con xem cho vui ha. Được không tin? Ủa có chuyện nhảy vậy phải để ngón tay em gì nè. Không, út một ngón à, út một ngón thôi. Tay của út cái ha. Điên độc rồi. Lan giảm cân sao á. Giờ gia đình mình cũng có cái bữa cơm sáng đông vui. À, ăn cơm cũng xong hết rồi. Gia đình hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà.